Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đến thời điểm này, trừ trận mở màn bất ngờ thua Sài Gòn FC, thì Hoàng Anh Gia Lai đã có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có đến 8 trận thắng. Thực tế thì con số này dẫu vẫn chưa phải là kỷ lục của V-League, thế nhưng cho thấy rằng một đội bóng phố núi đã thay ra đổi thịt và tinh thần đã khác hẳn so với những mùa trước. Nhìn vào bảng xếp hạng, Hoàng Anh Gia Lai đã ghi được 19 bàn và thủng lưới 6 bàn. Một hiệu suất có thể nói là quá tốt so với những mùa trước đây. Qua đó, hàng thủ của đội bóng phố núi đã có được sự cải thiện đáng kể và chắc chắn hơn rất nhiều nhờ bộ ba trung vệ Hữu Tuấn, Kim Dong Su và Memovic. Trong khi đó, trên hàng công với hai chủ lực là Văn Toàn và Công Phượng đã đóng góp đến 11 trên tổng số 19 bàn thắng cho đội bóng phố núi. Phần còn lại với những bàn thắng của Minh Vương, Brandao, Văn Thanh, Xuân Trường đã giúp cho sức tấn công của Hoàng Anh Gia Lai trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau khi đánh bại Hà Nội với tỷ số 1-0 ở vòng 10 V-League 2021, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã được bầu đức thưởng một khoản khá hậu hĩnh. Mặc dù con số không được công khai, thế nhưng theo nguồn tin riêng thì các cầu thủ có thể nhận được khoản tiền lên đến 1 tỷ đồng. Đây thật sự là một nguồn động viên rất lớn cho Công Phượng và các đồng đội để hướng tới một mùa giải thành công. Cũng cần phải nói thêm rằng Hoàng Anh Gia Lai đang vững vàng trên ngôi đầu V-League với 25 điểm, nhiều hơn đội đứng nhì bảng là Viettel 3 điểm. Sau trận thắng Hà Nội 1-0 thì huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ rằng đánh bại được Hà Nội FC là một cột mốc mới giúp cho Hoàng Anh Gia Lai xóa đi những ký ức buồn ở trong thời gian dài vừa qua. Nói cách khác thì chúng tôi đã viết nên một trang sử mới để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Dù vậy, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về chặng đường phía trước. Tôi không cho rằng là vượt qua được Hà Nội là chúng tôi sẽ trở thành ứng cử viên cho chức vô địch. Tôi chưa suy nghĩ đến điều đó bởi giai đoạn 1 vẫn chưa kết thúc. Hoàng Anh Gia Lai còn phải gặp những đối thủ mạnh khác như là Bình Dương, Thanh Hóa. Chúng tôi cần phải tập trung cho từng trận đấu một. Cơn sốt bóng đá đã được tạo nên bởi Hoàng Anh Gia Lai trong những ngày qua quả thực là đã khiến cho không chỉ người hâm mộ ở Việt Nam mà cả Thái Lan và khu vực Đông Nam Á phải quan tâm. Đã từ lâu rồi giải V-League hầu như là không còn được giới bóng đá khu vực Đông Nam Á chú ý cho đến khi Zico Kiatisak trở lại, đồng thời tạo nên cơn sốt cực độ cho giải đấu này. Ít ngày qua, truyền thông Thái Lan cũng sửng sốt với cảnh các sân bóng ở Việt Nam quá tải trong những trận đấu của Kiatisak và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một cảnh tượng mà họ cho rằng là đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Tờ Thái Rat đã đưa ra nhận xét rằng, cách đây 17 năm khi Zico Thái còn là cầu thủ đã giúp Hoàng Anh Gia Lai gây được tiếng vang lớn với chức vô địch V-League và giờ đây một lần nữa hiệu ứng Kiatisak mang đến lại khiến cho người hâm mộ Việt Nam thổn thức. Thời gian qua, báo chí Thái Lan cũng dành sự quan tâm rất lớn đến V-League, đặc biệt là những diễn biến xung quanh Hoàng Anh Gia Lai và Kiatisak. Thành tích ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai càng khiến cho mức độ quan tâm tới V-League của dư luận Thái Lan tăng lên. Bình luận về điều này thì cây bút của tờ Thái Rat đã nhắc đến Bầu Đức với rất nhiều lời khen. Để có được thành tích này phải kể đến sự sáng suốt của Bầu Đức, ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đây khi mà bóng đá Việt Nam còn im hơi lặng tiếng thì chính ông ấy là người đi tiên phong trong việc đưa cầu thủ Thái Lan sang V-League để tạo nên xu hướng cho cả giải đấu. Bây giờ thì Bầu Đức lại giúp V-League bùng nổ trở lại khi quyết định đưa Kiatisak về để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ông ấy cho rằng là không ai phù hợp hơn Kiatisak để đảm nhận được việc đó. Và rồi huyền thoại bóng đá Thái Lan và Hoàng Anh Gia Lai đã không làm cho Bầu Đức phải thất vọng. Kiatisak giúp khơi dậy sức mạnh nơi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mang về kết quả rất tốt. Và điều này giúp cho V-League lại được chú ý đến. Nhiều cổ động viên ở khu vực Đông Nam Á đã dõi theo diễn biến của giải đấu này. Ở Việt Nam, nhiều người hâm mộ bóng đá lâu nay ít quan tâm tới V-League cũng bắt đầu theo dõi trở lại, cập nhật tình hình qua mỗi vòng đấu. Đó chính là hiệu ứng mà Bầu Đức và Kiatisak đã góp phần tạo nên. Người hâm mộ Việt Nam lâu nay vẫn coi Kiatisak thuộc nhóm những huấn luyện viên hàng đầu Đông Nam Á. Điều này xuất phát từ thành tích của anh ấy cùng với đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, vài năm trước, Zico lại không mấy thành công khi cầm quân ở Thái League. Có lẽ khi đó công việc ở các câu lạc bộ quê nhà chưa phù hợp với anh ấy. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay thì phải thừa nhận rằng Kiatisak đang có một bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Lại một lần nữa, Zico gây sốt và hy vọng là bóng đá Thái Lan sẽ sớm trở lại với những ngày thăng hoa cùng với Zico. Sự hồi sinh của Hoàng Anh Gia Lai cũng như là bóng đá Việt Nam, có thể nói Bầu Đức chính là người có công rất lớn. Năm 2017, thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang chơi vơi nhất giữa câu chuyện niềm tin cho người hâm mộ khi mà U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức, Bầu Đức nộp đơn xin nghỉ VFF và tranh cãi nảy lửa về chuyện trách nhiệm của bóng đá nước nhà nổ ra giống như là viên đạn bắn vào niềm tin của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam. Lúc đó thì Hữu Thắng nghỉ, thế nhưng vẫn còn nhiều người bắt đầu mổ xẻ chuyện trách nhiệm. Một vụ lùm xùm liên quan đến hội đồng tuyển chọn huấn luyện viên quốc gia
giữa Hữu Thắng và ông Nguyễn Sĩ Hiển là chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Song song một số ý kiến muốn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên nắm ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thay vì là đi chọn thầy ngoại. Bầu Hiển cũng ủng hộ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với phát biểu ở trên truyền thông rằng trong hàng ngũ huấn luyện viên nội hiện nay, Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều trải nghiệm, đã thành công với lứa U20 ở World Cup. Tôi nghĩ đó cũng là một thành tích rất lớn. Chúng ta nên khuyến khích tạo điều kiện cho huấn luyện viên nội và giúp họ thể hiện khả năng. Nói gì thì nói, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không thể mãi thuê huấn luyện viên ngoại được. Ông Tuấn đã làm rất tốt công việc của mình. Thầy giỏi thì mới có trò giỏi, thầy tốt thì mới có đội tuyển tốt được. Thời điểm này huấn luyện viên nội hay ngoại thì cũng như nhau thôi, chỉ hơn kém một chút. Kể cả Alex Ferguson có sang huấn luyện đội tuyển Việt Nam thì cũng đến vậy mà thôi. Nhưng người duy nhất phản đối huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên nắm đội tuyển Việt Nam lại chính là Bầu Đức. Ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nói rằng làm trẻ khác, làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là chuyện hoàn toàn khác. Tuấn nói ra giống như là xem huấn luyện viên Việt Nam không biết làm bóng đá, đó là sự thiếu khiêm tốn. Tôi khẳng định là Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ai dám đưa Tuấn lên làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, bởi vì người đó phải có thành tích và chứng minh được tài năng thực sự. Thế nên là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không có cơ hội lên làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì vẫn thu nhận hồ sơ các ứng viên. Ai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì vẫn không lộ diện, dù rằng có sự đồn đoán là Kiatisak sẽ nghe theo tiếng gọi của Bầu Đức để đến Việt Nam ở thời điểm đó. Trong bối cảnh mà niềm tin bóng đá nước nhà có nguy cơ chạm đáy về những tranh cãi, thì có người đã hỏi Bầu Đức rằng anh đã xin nghỉ ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, liệu rằng anh có mời Kiatisak về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay không? Bầu Đức đáp lại rằng chuyện huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là một điều rất quan trọng, đó là trách nhiệm của xã hội chứ đâu riêng gì anh. Dù xin nghỉ ở liên đoàn, thế nhưng anh vẫn có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Nếu như giúp được gì thì sẵn sàng làm thôi. Chuyện huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì chúng ta cứ yên tâm đi. Sắp tới tuyển Việt Nam sẽ có một huấn luyện viên giỏi, đẳng cấp châu Á. Thế nhưng chờ xong chuyện thì mới tiết lộ được. Phần còn lại của câu chuyện là huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam với thông tin được phát về từ Hàn Quốc. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Bầu Đức cùng sang xứ sở Kim Chi để ký hợp đồng với ông Park. Thế nhưng kính thưa quý vị, đó chỉ là bề nổi của vấn đề tìm người cho đội tuyển Việt Nam. Ít ai biết được rằng Bầu Đức không chỉ gặp huấn luyện viên Park Hang-seo mà còn cho người sang làm công tác dân vận trong một thời gian khá dài trước khi mời ông ấy về Việt Nam. Nguyên nhân là ông Park còn có vợ và mẹ già. Nếu như chấp nhận sang Việt Nam thì huấn luyện viên người Hàn Quốc phải xa vợ và xa mẹ. Thế nên là ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đã được Bầu Đức cử sang Hàn Quốc làm nhiều cách để thuyết phục được thầy Park nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau này, ông Mai Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đã có phát biểu với truyền thông là ông Park nộp hồ sơ xin việc. Nhưng thực ra, người trong cuộc đã tiết lộ rằng không có chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo nộp đơn xin việc. Ngày mà ông Park chưa đến Việt Nam thì thông tin về chiến lược gia này gần như là phơi bày ở trên báo chí. Một cuộc mổ xẻ lại được diễn ra, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lương 20.000 đô một tháng là đắt hay rẻ. Số khác thì lại cho rằng là ông Park đã sắp 60 tuổi rồi, không có ngoại ngữ, tức là không đáp ứng được các tiêu chí của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều người còn nghi ngờ là Bầu Đức chọn sai người cho đội tuyển Việt Nam. Và kết quả chuyện đắt hay rẻ, đúng hay sai đã có câu trả lời trên thực tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam. Một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thừa nhận rằng nếu như ngày xưa không có tiếng nói phản biện của Bầu Đức về chuyện huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên nắm đội tuyển quốc gia thì sẽ không có chuyện ông Park đến Việt Nam. Đó là điều may mắn của bóng đá nước nhà. Ông Park nhận mức lương được nhiều người lúc đó xem là đắt đỏ với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng con số đó đã có Bầu Đức lo cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một sự thật khác đã diễn ra ở trên thực tế là tiền lương trả cho thầy Park thực sự là quá rẻ so với thành công mà ông đã góp phần tạo nên cho các đội tuyển quốc gia. Hôm nay nếu như Bầu Đức có thời gian rảnh để nghĩ về chuyện bóng đá Việt Nam thì có lẽ ông sẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì chính thời gian này của vài năm trước thì Bầu Đức đã nộp đơn xin nghỉ khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam bởi lời hứa nếu như U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 thì ông sẽ nghỉ ở Liên đoàn. Đó cũng là quãng thời gian buồn nhất của ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trước sức ép bủa vây từ dư luận gần như là dập ông tơi tả vì thất bại của lứa Công Phượng khi đó. Bóng đá thật sự là nghiệt ngã khi thất bại của một nền bóng đá lại dồn lên vai một ông bầu và lứa cầu thủ non trẻ. Thế nhưng cũng thật may là giữa con sóng lớn thì Bầu Đức vẫn giữ niềm tin về sự tươi đẹp của bóng đá nước nhà để ba lần ông cất công sang Hàn Quốc để mời huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam. Người ta vẫn nói rằng thứ đắt giá nhất trên đời chính là niềm tin. Bóng đá Việt Nam thật sự may mắn như là lời vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ khi vẫn còn có một người như Bầu Đức, dám hứa, dám làm và luôn có niềm tin về thành công của bóng đá Việt Nam.
Nếu như không có niềm tin của Bầu Đức thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không có huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng chẳng ai đoán nổi là bóng đá Việt Nam bây giờ sẽ ra sao khi người được chọn nắm quyền đội tuyển Việt Nam khi đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoặc là một nhà cầm quân khác. Câu chuyện ở năm 2021 với bóng đá Việt Nam lại được bắt đầu từ Bầu Đức. V-League vài năm qua ngập tràn những tiêu cực đến nỗi mà người tâm huyết với bóng đá Việt Nam như Bầu Đức còn có lúc cảm thấy như muốn buông qua lời nói chát chúa rằng năm thằng gầy đánh một thằng mập thì cũng chết. Nhưng may thay, niềm tin vào tương lai tốt đẹp với bóng đá Việt Nam của ông Bầu này chưa bao giờ hết. Khi mà V-League có dấu hiệu cạn dần khán giả bởi những tiêu cực trong và ngoài sân cỏ, thì Bầu Đức với việc vực dậy Hoàng Anh Gia Lai đã khiến cho giải đấu nhận được sự thu hút cực lớn đến từ người hâm mộ. Việc mời lại người cũ là Kiatisak đến Hoàng Anh Gia Lai đã một lần nữa cho thấy tài nhìn người của Bầu Đức quả thực là đáng nể. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam, thì ai nghĩ rằng bóng đá Việt Nam sẽ có được thành tích tốt như vậy? Trước khi Kiatisak quay trở lại với Hoàng Anh Gia Lai, ai nghĩ rằng họ sẽ được thăng hoa như thế? Đấy chính là cái tài của Bầu Đức và người hâm mộ bóng đá Việt Nam thầm cảm ơn ông vì đã một lần nữa làm sống lại bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.